Thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển dẫn đến các bệnh hô hấp có chiều hướng gia tăng. Ghi nhận tại một số bệnh viện trong khoảng 2 tuần qua, lượng bệnh nhi tới thăm khám các bệnh hô hấp tăng cao. Theo các bác sĩ, bệnh hô hấp là bệnh lây qua đường không khí, khả năng lây lan cao để bảo vệ trẻ, phòng ngừa và hạn chế sự gia tăng của các bệnh lý hô hấp trong giai đoạn này. Ngành y tế khuyến cáo người dân và các cơ sở giáo dục cần thực hiện các biện pháp sau đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thông thoáng lớp học tại các cơ sở giáo dục trường học nhà trẻ tăng cường theo dõi sức khỏe của trẻ phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng sốt ho sổ mũi để thông báo kịp thời cho cơ sở y tế bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý bù đủ nước vitamin và khoáng chất chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý giúp trẻ tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh thực hiện vệ sinh cá nhân tốt trẻ cần được rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch giúp giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp ngoài ra phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm chủng vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế